Chào mừng các bạn đến với podcast của cácdano.vn. Đây là podcast số 167. Hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2023. Trong podcast này chúng ta sẽ đến với bài xét tấn công tự do nhưng cộng đồng cácdano sẽ xây nó. xét đã đệ đơn kiện Binance và CEO Changpeng Zhao. Vụ kiện có phạm vi khá rộng. Một trong số đó cáo buộc rằng ADA là chứng khoán. Hoạt động của SEC có thể được coi là một cuộc tấn công vào quyền tự do của công dân và nỗ lực ngăn chặn sự phát triển của các công nghệ hiện đại có tiềm năng thay đổi thế giới tốt đẹp hơn. Tin tốt là các Dano là một mạng phi tập trung. Mỗi người trong số 1,3 triệu người Stack ADA đều tham gia vào việc phi tập trung hóa các Dano cùng với 3.000 SPO trên khắp thế giới. SEC không thể ngăn chặn các Dano và rất có thể đã sai khi nghĩ rằng ADA là chứng khoán. Các Dano không chỉ là một giao thức mà là một phong trào đấu tranh cho lý tưởng và tự do. Điều này không thể dừng lại bởi một quyết định của tòa án. Thứ nhất, các Dano không thể ngăn cản bởi thiết kế của nó. Xét xem các Dano là một công nghệ được xây dựng bởi ba tổ chức sáng lập là ILG, các Dano Foundation và Imergo. Xét tin rằng các thực thể này đang làm như vậy với mục đích thu lợi nhuận và tất cả những người nắm giữ ADA đều là nhà đầu tư. Việc mua và nắm giữ ADA nên được coi là một khoản đầu tư. Nhận thức này không phù hợp với thực tế và xét đã sai về hầu hết mọi thứ. Các Dano đã được xây dựng ngay từ đầu để trở nên phi tập trung nhất có thể. Tiền ADA không thể là chứng khoán, vì bằng cách nắm giữ tiền gốc của giao thức các Dano, mỗi chủ sở hữu có khả năng trở thành người tham gia tích cực vào sự đồng thuận của mạng. Các Dano là một mạng phi tập trung và chất lượng của tài sản này liên quan trực tiếp đến việc phân phối ADA. Nếu tiền ADA được nắm giữ bởi một thực thể duy nhất, mạng sẽ được tập trung mỗi chủ sở hữu ADA mới sẽ tăng chất lượng của mạng bằng cách làm cho nó trở nên phi tập trung hơn. Ngoài việc sản xuất khối, những người nắm giữ ADA quyết định cách tài trợ cho việc phát triển hệ sinh thái thông qua Catalyst. Phần 10 đã được công bố gần đây và đã có 9 quỹ cấp vốn thành công trong quá khứ. Những người nắm giữ ADA đã quyết định dự án nào được tài trợ. Một số nhóm được cấp vốn bao gồm nhóm DC Spark. DC Spark tham gia phát triển các Dano không kém gì so với nhóm IOG. Thực tế là những người không trực tiếp làm việc cho nhóm ILG lại tham gia vào quá trình phát triển giao thức và toàn bộ hệ sinh thái. Giá trị thị trường của đồng ADA không bị ảnh hưởng bởi ba tổ chức sáng lập mà bởi tất cả những người nắm giữ ADA. Đúng là ILG có ảnh hưởng lớn nhất đến việc ra quyết định đối với sự phát triển của giao thức. Tuy nhiên, chính người vận hành Stackpool, XPO, mới có thể tham gia bỏ phiếu để thay đổi cài đặt tham số giao thức chính các Dano đang bước vào kỷ nguyên Volta khi quyền quản lý sẽ được chuyển giao cho những người nắm giữ ADA. Việc bàn giao này đã được công bố ngay từ đầu dự án. Giá trị thị trường của ADA bị ảnh hưởng bởi từng bên liên quan của dự án cho dù họ có muốn hay không. Mục đích chính của tiền ADA không phải là kiếm lợi nhuận mà là phi tập trung giao thức xung quanh một nguồn tài nguyên khan hiếm. Theo quan điểm của chúng ta, không có vấn đề gì khi một số người có thể mua tiền ADA chủ yếu để đầu cơ. Dù muốn hay không, tất cả những người nắm giữ ADA đều tham gia vào quá trình phi tập trung, ngay cả khi họ không phải là những người tham gia tích cực. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thị trường của tiền ADA. Ngoài hoạt động của các tổ chức sáng lập, đó còn là việc ra quyết định của những người nắm giữ ADA và điều này có tác động trực tiếp đến việc ứng dụng, chất lượng của hệ sinh thái, số lượng ứng dụng, vân vân thị trường toàn cầu, hoặc sự thành công của các dự án blockchain khác không thể bị ảnh hưởng. Các Dano là một mạng không thể ngăn cản theo thiết kế. Không nơi nào có nốt stop để có thể dừng mạng. Sản xuất khối, một chức năng chính cho sự tồn tại của các Dano, nằm trong tay của các SPO, không phải các thực thể sáng lập. Có khoảng 3.000 SPO đã đăng ký trong hệ sinh thái các Dano từ khắp nơi trên thế giới cần nhận tiền ADA cho hoạt động này. Họ có thể mua tiền ADA hoặc có được chúng thông qua quy trình ủy quyền từ những người stake. Mỗi khóa riêng trong ví các Dano về cơ bản là một công cụ phi tập trung mạng có 1,3 triệu người stack trên toàn thế giới. Những người này không được đăng ký ở bất cứ đâu và gần như không thể tìm thấy tất cả hoặc tịch thu chìa khóa của họ theo một cách tập trung nào đó. Nếu chính quyền thành công trong việc đóng cửa một pool ở Mỹ, nhiều pool khác sẽ mọc lên ở những nơi khác. Công dân Hoa Kỳ có thể điều hành một pool từ một quốc gia khác và rất dễ dàng gửi ADA vượt ra ngoài giới. Về mặt quản trị, Charlie Hoskinson không phải là CEO của các Dano và gần như không có quyền kiểm soát giao thức các dano về cơ bản tương tự như bitcoin và về cơ bản là tất cả các dự án blockchain khác được phi tập trung mỗi dự án blockchain đều có một nhóm người bảo trì github và một số nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định quan trọng sự khác biệt duy nhất giữa các dano và bitcoin là nhóm iog minh bạch về từng thành viên và phân bổ vai trò sự phát triển của bitcoin kém minh bạch hơn một chút nhưng có thể theo dõi những người chủ chốt có nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của giao thức điều quan trọng trong cả hai trường hợp là người dùng bao gồm cả người vận hành pool có thể từ chối bất kỳ nâng cấp nào đối với giao thức không thành viên nào của nhóm các dano hoặc bitcoin có thể buộc thay đổi giao thức nếu bất kỳ ai có thể được xác định là chủ sở hữu các dano thì đó sẽ là tất cả những người nắm giữ ada trong trường hợp của bitcoin đó sẽ là những người khai thác ngay cả khi tình cờ sakli hoskinson và tất cả các thành viên trong nhóm bị cầm tù điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với các dano và sự phát triển vẫn có thể tiếp tục Nghiên cứu của các Dano không chỉ diễn ra trong nhóm IOG mà còn tại một số trường đại học trên thế giới. Sự đổi mới có thể bị chậm lại, nhưng không hoàn toàn dừng lại. Nhờ Catalyst, nhiều nhóm độc lập đang làm việc trên các Dano, rất dễ tập trung nhiều hơn vào phát triển giao thức mà bỏ qua việc phát triển hệ sinh thái. Những người nắm giữ ADA quyết định những gì được tài trợ. Họ quyết định về tương lai và về cơ bản là thành công. Các nhóm đằng sau các giao thức phi tập trung thực sự có ít quyền kiểm soát hơn nhiều so với SEC và nhiều người nghĩ. Thứ hai, ADA không phải là chứng khoán. Nhiệm vụ chính của SEC là bảo vệ các nhà đầu tư, duy trì thị trường công bằng và hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện hình thành vốn. Cơ quan đạt được điều này bằng cách giám sát những người tham gia chính trong ngành chứng khoán, chẳng hạn như trao đổi chứng khoán, môi giới, đại lý, cố vấn đầu tư và quỹ tương hỗ xét làm việc để đảm bảo rằng các thực thể này hoạt động một cách công bằng, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành. Như chúng ta đã giải thích, những người nắm giữ ADA không cần sự bảo vệ của SEC vì họ không phải là nhà đầu tư, mà chủ yếu là những người tham gia vào việc phát triển hệ sinh thái phi tập trung. Không ai trong số các tổ chức sáng lập từng tuyên bố rằng tiền ADA sẽ có giá trị thị trường cao hơn trong tương lai. Sackley Hoskinson đã nhiều lần tuyên bố rõ ràng rằng ông không có ảnh hưởng đến giá trị của các đồng tiền ADA và ông không quan tâm Việc bán tiền ADA ban đầu được thực hiện một cách có chú ý tại Nhật Bản, bên ngoài khu vực tài phán của Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư từ Hoa Kỳ đã không có cơ hội tham gia vào đợt bán tiền ADA ban đầu. Ngay cả các quỹ đầu tư mạo hiểm, VC, cũng không tham gia. ADA có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung như Binance. Nếu các sàn giao dịch vi phạm luật, SEC có thể thực hiện công việc của mình với họ. Chỉ vì Binance giao dịch ADA không có nghĩa là ADA là chứng khoán. Vì vậy, Câu hỏi đặt ra là SEC nên làm gì nếu một sàn giao dịch đang giao dịch một tài sản kỹ thuật số có thể không phải là chứng khoán. Hãy để các luật sư trả lời câu hỏi đó. Tuy nhiên, các sàn giao dịch có nên tuân theo luật bất kể họ giao dịch gì không? Theo quan điểm của chúng ta, SEC đang thất bại trong chức năng của mình vì họ đã cho phép nhiều sàn giao dịch tập trung hoạt động ở Mỹ trong nhiều năm mà không có quan điểm rõ ràng. SEC không thể đưa ra ý kiến rõ ràng về việc crypto là gì hoặc không được coi là chứng khoán trong một thời gian dài. Chủ tịch Seth Gensler từ chối cho biết ETH có phải là chứng khoán hay không trong phiên điều trần gây tranh cãi của Quốc hội. Ông ấy không thể trả lời ngay cả một câu hỏi đơn giản sau vài năm bán ETH ở Hoa Kỳ. ETH không có tên trong vụ kiện Binance nên có thể Gensler hoặc Seth đã thay đổi quyết định. Giá trị của mọi thứ về cơ bản trên thế giới đang thay đổi, bao gồm cả giá trị của đồng tiền. Sự thay đổi tiềm năng về giá trị của tài sản kỹ thuật số và thực tế là chúng có thể được giao dịch trên một sàn giao dịch không tự động biến chúng thành chứng khoán. Crypto là một loại tài sản hoàn toàn mới và nên được coi như vậy. Ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, chính quyền đã hiểu điều này. SEC là một trong số ít cơ quan có thẩm quyền và điều này đúng ngay cả ở Hoa Kỳ, nơi đang cố gắng điều chỉnh sự đổi mới công nghệ bằng các luật đã có hàng thập kỷ. Thứ ba, tấn công tự do. Hoạt động của SEC có thể được coi là một cuộc tấn công vào tự do. Bất kỳ ai hiểu các nguyên tắc cơ bản của công nghệ blockchain đều biết rằng nó cho phép chúng ta độc lập hơn với các bên trung gian. Crypto nói chung khiến việc kiểm soát các hoạt động của mọi người trở nên khó khăn hơn. Điều này trái ngược với những gì nhiều người nắm quyền đang cố gắng đạt được. Quyền lựa chọn cộng đồng của chúng ta, sở hữu tài sản, sở hữu danh tính của chúng ta, sở hữu tiền và dữ liệu của chúng ta, bỏ phiếu cho tương lai của chúng ta. Tất cả những điều này có thể được kích hoạt bằng công nghệ blockchain. Các giao thức cùng với tiền xu là những công cụ để đạt được điều này. Các giao thức và cộng đồng xung quanh chúng không thể tách rời. Họ mang lại cho chúng ta sự tự do lớn hơn. Nhập cảnh là tự nguyện. Thế giới của chúng ta ngày càng trở nên phức tạp. Các chính phủ không còn kiểm soát được những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Các gã khổng lồ công nghệ thông tin kiểm soát dữ liệu. Các ngân hàng trung ương kiểm soát tiền. Các chính phủ trên khắp thế giới không thể đồng ý về các giải pháp cho các vấn đề toàn cầu rõ ràng là những người kiểm soát công nghệ sẽ kiểm soát con người ví dụ đây có thể là cbdc hoặc một số hình thức tín dụng xã hội mà chúng ta thấy ở trung quốc các dự án nguồn mở phi tập trung sẽ cho phép chúng ta duy trì quyền tự do của mình theo một cách nào đó chúng ta đang chứng kiến cuộc chiến của các công nghệ các hệ thống phi tập trung được xây dựng từ dưới lên sẽ cạnh tranh với những hệ thống do kẻ mạnh kiểm soát tại thời điểm này không thành vấn đề nếu bạn coi các đano Ethereum hay Bitcoin là blockchain tốt nhất trên thế giới. Còn nhiều thứ khác đang diễn ra và sự chia rẽ giữa các cộng đồng là nhỏ nhặt và không cần thiết trong bối cảnh này. Một bên là những người muốn tự do và một bên là những kẻ muốn chiếm đoạt quyền lực. Tất cả các mạng phi tập trung đều đứng về phía tự do. Nếu các cộng đồng làm việc cùng nhau để bảo vệ các quyền cơ bản của họ, họ sẽ mạnh mẽ hơn. Tại thời điểm này, mọi người nắm giữ ADA đều là những người đấu tranh cho tự do. Các Dano, với tư cách là một mạng phi tập trung, là một công cụ để giao tiếp giữa chúng ta. Các Dano cho phép chúng ta cộng tác, đưa ra quyết định và độc lập về tài chính. Tôi tin rằng các cộng đồng khác cũng cảm thấy như vậy. Nếu áp lực từ xét tiếp tục, đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để gắn kết các cộng đồng lại với nhau. Hãy tận dụng điều đó. Như vậy, rất khó để ước tính những diễn biến tiếp theo. Nếu xét chứng minh trước tòa rằng CZ đã phạm tội lừa đảo, rất có thể anh ta sẽ bị trừng phạt sàn giao dịch Binance có thể bị phạt nặng và ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ. Điều này thật khó chịu, nhưng ngành công nghiệp blockchain sẽ vẫn tồn tại sau sự kiện này. Sự tồn tại của các Dano không phụ thuộc vào Binance. Một mạng phi tập trung không thể bị dừng bởi loại sự kiện này. Dù sao đi nữa, tất cả các bạn đang nắm giữ tiền ADA trên sàn giao dịch này nên tải chúng xuống ví các Dano của riêng bạn ngay lập tức. Hầu hết những người stack vẫn trung thành với các Dano. Tất cả các nhà phát triển đang làm việc, xây dựng, sẽ không có ảnh hưởng gì đến mùa hè DeFi và sáng nay chúng ta đã đạt được ATH mới về số tiền ADA bị khóa. Thế giới tiếp tục vận hành. Các Dano tiếp tục sản xuất các khối và không có gì nghiêm trọng xảy ra. Chỉ cần giữ bình tĩnh và stake ADA. Các bạn vừa nghe xong podcast số 167 của kênh cardano vn với nội dung Xét tấn công tự do, nhưng cộng đồng các Dano sẽ xây nó. Nếu thông tin hữu ích, hãy đăng ký chia sẻ kênh và tiếp tục đón nghe các podcast tiếp theo của chúng ta, đặc biệt là định kỳ sáng chủ nhật hàng tuần. Chúng ta có podcast phổ biến kiến thức về blockchain. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast tiếp theo.